Rồi, xin chào bà con. Kết quả sau khi tưới sâu siêu lớn trái 3 số 22. Đây, bà con nhìn nè. Mẫu trái tròn. Ha, đây mẫu trái tròn. Nhưng mà nó vẫn bung đòn ra được. Đây. Nhưng mà mẫu trái này chắc ăn là nó không có ký rồi. Tại vì bị sữa bắt lo. Ha. Đó thì cách mà mình để mình kéo trái nó tròn ra. Khi mà bị phát lo. Đây, bà con nhìn trái nè. Trái này thì khỏi nói rồi ha. Và lái nào mà vào vườn này thì chắc chắn là không chơi được, giờ phải chốt kèo thôi. Đó, nhìn trái nè, hiện tại trái 60 ngày tuổi thì còn lớn được khoảng mười mấy ngày nữa, 10 tới mười mấy ngày nữa. Đó, thì mình gắn tối đa tròn nhất có thể nè. Anh em nhìn trái nè, đấy, nó bị nhiễm phát lo rồi, nó không lớn được. Tại sao mình dùng phát lo nó không lớn trái à? Mà nó tròn trái à? Thì chắc phát lo là chắc ức chế sinh trưởng cây trồng. Ức chế sinh trưởng thì khi mình phun phát lo vào thì trái này nó bị ức chế lại, nó không lớn. Thì nó không lớn thì trái nó sẽ nung cái hông ra, nó không phát triển gì dài được thì trái nó sẽ không nâng cái hông ra, thì đó là lý do mà trái nó tròn nhưng mà nó không có ký. Đây bà con thấy không, chán không đó. Nhưng mà mình đã có giải pháp, mình tưới xô siêu lớn trái 3 số 22, 130 gốc như thế này mình cho tưới 2 xô luôn. Bà con yên tâm nha. Tại sao? Có nhiều người hỏi là mình tưới như thế nó sẽ bị bể gai. Bà con yên tâm, trong cái 3 số 22 mình có bổ sung thêm canxi bo, bà con thấy nè, những cái chân gai mình vẫn còn rất là ok, không bao giờ bẻ gai được. Rồi, trái nè. Ha. Rồi, nồi BK mình đi công thức 20-10 nè. 20-10 của BM. Bà con cố gắng bón được hạt tím cũng được, hạt xanh cũng được. Yêu cầu BM mà của Entest là được ha. Entest là được. Không nhìn trái nè. Đó. Cực kỳ ha. Rồi ok, nhưng mà nhớ nha, mình thúc quá thì thúc thì cứ nào cũng phải cộng canxi vào để hạn chế bể gai. Đó, trái. Đây mọi người nhìn nè. Cái đít của mình á, mình gãy 20-10 bắt đầu nó tròn đít ra rồi nè, chứ là cái mẫu trái này là không có thấy cái đít trái. Trái nó tròn như thế này. Đó. Rồi một cây nữa nè. Đây mọi người nhìn nè. Đó. Tròn nhưng mà không có năng sức thì cũng như không. À. Đó. Bây giờ mình gắn thúc làm sao cho trái nó bổ đồng đánh đồng là 2,5 kg là tốt. Mà chấp nhận được rồi. À, như những trái này trái bự đời có 2,5 kg rồi. Đó. Nhưng mà quan trọng là những trái nhỏ này mình kéo lên được 2,5 kg hay không mới quan trọng. Đó. Còn nhìn trái nó tròn như nè. Giống như là cái lấy cái khuôn đúc vậy đó. Năm học hết. Khổ cái là nó không có, nó không có ký, không có sản lượng. Đây còn thấy không? Nè. Nó tròn như nè. Đó. Của người ta 60 ngày là người ta đã lên 2 kg mấy hết rồi. Còn những cái trái này nó mới có 1 kg mấy à. Những trái bự thì không nói. Nha. Khổ không? Đây, ok. Đây, cây nè. Đây, mình nhìn nè. Đó. Đây, ok ha. Chạy rất là đẹp. Khổ nói là nó không có ký thôi. Thì mình chia sẻ là làm sao để cho trái này nó có ký hơn. Ha, đi phân công thức gì, cộng giải phân gì cho trái nó lên học, lên ký, nặng ký. Tròn trái mà không nặng ký cũng như không. Ha. Rồi. Rồi, xin chào bà con. Trả lời cho câu hỏi mẫu trái tròn như trên video. Cái đòn, cái hông, cái chiều dài trái nó không dài. Cái hông thì nó bung ra hết rồi mà trái nó không dài, nó không sồi trái. Thì cách để mình phun vào trái, mình bón phân, mình thúc thiệt là mạnh để cho trái nó bự nhất có thể, đặc biệt là không bể gai nha. Đừng thấy mình thấy trái nó nhỏ quá mình đem cứ đạm mình luyện như 30-10-10 ha, 30-10-10, 20-10-10 mình luyện ào ào vô, mình tưới phân xô ào ào vô bể gai hết, không hết nha. Đó thì như bà con đã thấy đó, trên video mình đã cho tưới 2 xô siêu lớn trái 3 số 22 cộng canxi bo này nha. Đấy thì sau khi tưới là trái lớn liền, tại vì mình tăng liều gần như là muốn gấp đôi. Nhưng mà nhớ là trên trái phải dần canxi vào trái nha. Đó, 130 mấy cây, một cần 140 cây, tưới 2 xô siêu lớn trái. Vị chi là một xô này tưới khoảng gần 70 cây. Đó, cực kỳ phê. Và 7 ngày sau, sau khi bón nồi BK sẽ cho dập một lần nữa. Đánh thuốc cho chú ơi. Đó, ha. Bảo đảm bà con mình là không ảnh hưởng gì tới cơm hết.
ha, tại vì trong đây mình độ ca kali hữu cơ rất là cao ha, hàm lượng rất là cao, và đặc biệt là nó giúp cho trái mình nó nặng hơn và nó lên cơm rất là đẹp. Bà con yên tâm gì cái chuyện trái muối, quy trình bên mình ha. Đó, hai sô siêu lớn trái, bên cạnh đó mình có bổ sung thêm canxi xịt vô trái. Rồi mình sẽ nói trước về cái thuốc phun vô trái sau khi mình tưới sô lớn trái. Bên mình có hai dòng dinh dưỡng đặc hiệu, một dòng nhập khẩu từ Bỉ, một dòng nhập khẩu từ Ý, chuyên phun vào trái, là nhập khẩu nguyên liệu từ từ Bỉ và từ Ý. Đó là cái lớn trái thần tốc và cái Milalut. Cặp này mình cho dỗ giai đoạn trái 60 tới 65 ngày, trái lên cực kỳ phê và nặng ký nha. Và mình còn nhiều cách khác nữa, nhưng mà mình đưa một cách thôi. Một dòng là lớn trái thần tốc, nguyên liệu nhập khẩu từ Bỉ. Công thức đăng ký lên tới 10 đạm, 10 lăng và 7,5 kali. Trong đây mình có mangan, có vi lượng đủ hết, nguyên liệu nhập khẩu từ Bỉ nha, chứ không phải là nguyên liệu tào lao với đâu. Và một dòng Milalut, nguyên liệu nhập khẩu từ Ý, công thức của nó cũng gần tới 10 đạm. Đây. 11 đạm. Nha, 11 đạm, 5,8 lăng và 4,2 kali hữu hiệu. Đấy. Một dòng này Milalut nhập khẩu của Ý và lấy cái thằng cấp nhập khẩu của Bỉ. Hai dòng nhập khẩu và đăng ký lên tới gần 10 đạm, hơn 10 đạm. Khó kiếm ha, hơi hiếm đấy. Rồi. Bên cạnh đó, mình cho dòng canxi. Thì canxi bà con dùng cái gì? Mình có hai dòng canxi, mình có rất là nhiều dòng canxi. Ha. Đây là bộ đôi phun vào trái. Rồi canxi. Mình có hai dòng. Thứ nhất là canxi. Ê, xin lỗi bà con. Thứ nhất là canxi nhập khẩu từ Thái Lan. Canxi đơn nha, thằng này là canxi đơn 7%. Trong đây mình được 30.000 BBM kẽm nữa. Kẽm nó giúp cho xanh dày lá, rất là tốt. Và nó xanh cái trái mình luôn, nó cứng cái trái, nó hạn chế được bể gai và thủ trái, rất là tốt. Rồi, một dòng nhập khẩu, một dòng nữa là super canxi bo kẽm. Dòng này cũng là canxi, nãy mình nhìn thành phần đó rồi. Dòng này cũng là thành phần canxi, canxi đơn luôn. Thành phần canxi đơn lên tới 14,2%. Dòng này canxi rất là cao nha. Đó. Nếu mà canxi đi chung với oxit á, là CaO á, lên tới 20%. Nha. Canxi của Thái Lan này cũng là canxi đơn, và canxi trong cái chai super canxi bột kẽm này cũng là canxi đơn. Canxi đơn là sao? Tức là mình tính phần canxi thôi, mình không cộng oxit vô. Dòng này canxi đơn lên tới, mình nhắc lại là 14,2%. Nếu mà đi chung với oxit nữa, canxi oxit á, là lên tới 20%, khá là cao. Để làm gì? Để hạn chế bể gai xanh khanh dai và xanh trái. Rồi, hai dòng này là giải quyết được cái vấn đề bể gai trên trái nha. Vấn đề bể gai phun trên trái. Bên cạnh đó, nếu mà con muốn trái đẹp hơn nữa, trái đẹp hơn và xanh hơn, trái đẹp hơn, xanh hơn, thì bà con cộng với mình trái kinh kẽm. Kẽm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh kẽm, mình có thêm 50%, 50.000 BBM, 50.000 BBM đạm nữa. Đạm để làm gì? Đây là để cho giúp trái lớn nhanh lên và nó dẫn cái kẽm giúp cho xanh trái nha. Bên cạnh kẽm nhập khẩu này mình còn có đạm nữa, 50.000 BBM nữa ha. Dòng này kẽm mình đăng ký lên 80.000 BBM và cái đạm 50.000 BBM. Đó, một chai này bà con phun cho mình 800 lít nước tới 1.000 lít nước đối với kẽm. Dòng kẽm này là dòng kẽm nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ về, rất là đạt nha. Đấy, phun 800 tới 1.000 lít nước cho mình. Đối với phun vô trái, phun vô lá bà con phun cho mình 600 lít nước là đẹp rồi. Đấy. Mình có kẽm, mình có kẽm bi lượng đạm, mình có canxi ngừa bể gai, và mình có hai dòng công thức chuyên phun vào trái nữa, giúp trái lớn cực nhanh nha, hỗ trợ cho bự trái thêm. Thì cái mẫu trái nó quá chọt, nó không bự trái, nó không nặng ký. Rồi, canxi vào trái, kẽm vào trái và dinh dưỡng vào trái rồi, thì mình còn một dòng canxi để cung cấp qua trái không bể gai. Đấy, mình giới thiệu cho bà con mình ba dòng canxi nha, ba dòng canxi. Thứ nhất là canxi canxi nitrat bo của Gasuni nha. Mình nói luôn cái thành phần cho bà con mình nha. Canxi nitrat bo của Gasuni này á, thành phần canxi lên tới 26%. 26% canxi. Đây là canxi của Gasuni. Rồi. Tiếp theo là nitrat bo. Nitrat bo dòng canxi của Yara. Đây nitrat bo nha. Thành phần canxi mình nhắc lại cho bà con mình luôn. Thành phần canxi lên tới 26% nha. Canxi lên tới 26%. Và bên đây thành phần canxi là cũng là 26%. Hai dòng này là gần như ngang nhau, nhưng mà công nghệ của Gara nó khác, công nghệ của Gasuni khác. Đặc biệt Hiệp giới thiệu cho bà con thêm một dòng canxi nha. Đây, tên của nó là canxi Calibo. Đây mình đã đi trước nha. Dòng này mình cho bón giai đoạn sổ nhị rất là đạt. Sổ nhị rất là đạt nha. Tên nó là canxi Calibo. Đây, thành phần canxi dưới đây này.
thành phần canxi 16%, nhưng mà bên đây mình được cái magie, cái magie lên tới 7% để làm giúp làm gì để cho nó xanh trái thêm, cực kỳ đạt ha. Dòng này mình cho gãy ngừa bẻ gai và lên cơm rất là đạt ha. Dòng canxi calibor đấy, đây là ba dòng canxi đối với bao 20 kg như thế này. Dòng này là bao 20 kg, Nichabo thì 25 kg và cổ Gasuni cũng là 25 kg. Đối với bao 20 kg như thế này, bao 20 kg như thế này thì cây Vinh Bia bà con bón cho mình một cây khoảng 400g tới 500g thôi nha. Bao này 300.000 rất là dễ xài. Rồi, đối với bao 25 kg thì bà con bón cho mình cây nửa ký là đạt. Đối với dòng canxi bón gốc, hạn chế bẻ gai, đặc biệt là giai đoạn số nhị bà con bón tăng tỷ lệ đậu trái là canxi. Chất bản năng của canxi thì nó giúp trứng và nó xanh, nó dai cuốn. Đó nha. Bón giai đoạn số nhị thì nó dai cuốn, nó hạn chế rụng. Còn bón giai đoạn này thì nó xanh gai, hạn chế bẻ gai. Rồi. Cử sau mình sẽ cho bón gì? Cử sau mình sẽ cho bón thẳng luôn là 20-10 giống như mình nói trên video. 20-10-10. 20-10 bà con phải cộng thêm canxi nữa ha. Thì giai đoạn này là đây sắp tới bán trái là hai cử phân nữa thì cử nào cũng cộng canxi hết. Tại vì cái trái nó quá tròn, mình nung quá đậm. Mà mình phải kèm thêm canxi để không khéo là nó bể gai. Bể gai là hỏng hết. Bên mình có cái dòng 20-10 này quá nặng. Bao này tới 50 kg là mình cũng không nổi. Đây, dòng 20-10 Entech của công ty BM. Dòng này là đời đầu của BM. BM này sau này nó ra đời sau nữa, nó rẻ hơn tiền hơn món này. Bao này là hàng xịn nhất. Nếu bà con có được cái 20-10 của công ty BM á, hạt tím á, nó càng xịn hơn. Rồi, 20-10 này bón thẳng luôn. Trước đây là mình bón 20-10 với 3 số mình đấu. Hiện nay là bón thẳng 20-10 luôn. Thì 20-10 này đối với một cây trên video bà con bón cho mình khoảng 800g tới 1 kg, cộng thêm 400g canxi calibor. Đây ha, 800g tới 1 kg NBK 20-10 cộng với 400g canxi calibor, trái lên cực kỳ đẹp. Rồi cử sau là bón công thức 15-25 là lên cơm, cũng cộng canxi bo vô là ok. Đấy ha, thì bà con cứ đi như thế thì trái nó sẽ nặng nhất có thể, chứ nó không nặng bằng những trái sồi. Nhưng mà đây là một giải pháp tối ưu cho bà con mình, thúc trái lớn nhanh lên, đặc biệt không bị gai. Tại vì dưới gốc mình đã dằn canxi, ở trên mình đã dằn canxi vào trái thì hiện tượng bể gai gần như là không có. Đặc biệt trái mình là gai nhiễm nữa thì nó khó bể gai lắm ha. Nhưng mà bà con thúc quá không khéo thì nó sẽ bể gai. Rồi bên cạnh đó, giai đoạn trái 60 ngày. Trái 60 ngày sẽ có gì? Sẽ có thối trái ha. Thì mình đưa cho bà con hai giải pháp thối trái thôi. Thứ nhất là xeo tốt 400. Xeo tốt 400 nha. Cộng với phun rồ. Một chai xeo tốt 400 này cộng với một khối phun rồ, bà con phun cho mình liều ngừa đặc trị thối trái 200 lít nước nha. Đó, hai dòng này phun đặc trị thối trái 200 lít nước. Rồi cao cấp hơn, mạnh hơn thì bà con dùng cho mình cái bộ đô Hoàng Mỹ. Bộ đô Hoàng Mỹ này nha. Bộ đô Hoàng Mỹ này bà con phun cho mình 400 lít nước, bà con phun riêng mình nên nó thôi. Bà con phun bộ ba lớn trái này xong, bữa sau quay lại phun bộ đô Hoàng Mỹ, 1-2 ngày sau quay lại phun bộ đô Hoàng Mỹ. Phun riêng mình nên thôi, để làm gì? Để nó không giảm hiệu lực thuốc. Ha, để nó không giảm hiệu lực thuốc của mình trong giai đoạn mà thủ trái, đặc biệt là khi mà trái 60 ngày trở lên là bắt đầu nấm thì tốt ra tấn công rồi ha. Đó, bên cạnh đó giai đoạn này nó sẽ có sâu và nghiệp sáp, để mình giới thiệu cho bà con một trái sâu. Rồi bên cạnh quản lý thủ trái xong, giai đoạn này sẽ có gì? Sẽ có sâu cặp da, sâu đục trái và đặc biệt là nghiệp sáp. Thì mình có hai dòng, đầu tiên mình nói cái sâu trước ha. Cái sâu trước tên của nó là thần sấm, thần sấm ha. Sấm đánh đâu sâu chết tại đó ha. Thần sấm chai này bà con phun cho mình 400 lít nước, con sâu mà trong chùm bông trong trái bà con phun một phát là nó trồi đậu ra liền. Nghe nói là sự kết hợp giữa ba hoạt chất, đây nó là sự kết hợp giữa ba hoạt chất rofenofos, fusim và lambda-rininitin nha. Ba dòng này là có tác dụng là tiếp xúc vị độc nội hấp và lưu dẫn hiệu lực kéo dài đó ha. Chai sâu này phun cực kỳ và nó dạng sữa, nó rất là mát, phun vào trái non được, phun vào bông được và phun vào trái gần thu hoạch được ha. Chai này phun hai phi, quản lý sâu cực kỳ tốt. Nghiệp sáp mình có cái TVR. TVR thì mình giới thiệu nhiều rồi ha. Dòng này bà con phun cho mình giai đoạn này là 400 lít nước, cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt là trong đây cái chai TVG này rất là nhiều đơn vị làm ha. Nhưng mà chai TVG này nhà máy đơn vị V bút đóng thì cái phụ gia nó mát, bà con phun được trái non được, bà con phun vào trái lớn được,
giai đoạn trái gần thu hoạch mà con phun nó không ảnh hưởng gì tới gai hết, nó không nóng nha. Mặc dù là 560 EC nhưng mà phun trái non được. Nhưng mà nhớ nha, Vbook đóng mới được nha. Còn những nhà máy khác thì mình không biết. Và Vbook đóng cái TPG này nó là một nhà máy. Vbook là một nhà máy rất là có tiếng. Đó. Làm hàng rất là chuẩn. Đấy ha, thằng sấm. Thằng sấm chiên về sâu. Sấm đánh đâu, sâu hại chết đến đấy. Cực kỳ đẹp ha trong này. Phun trái trong trái mà đang bị sâu phun trời trời sâu ra luôn. Đặc biệt là trong chùm bông á. Thường thường những chùm bông mà con phun á nó sẽ trồi con sâu cái luôn đó. Rồi sâu hại thối cháy canxi và lớn cháy và nitrabo NPK dưới gốc, đây là những công đoạn cần bà con cần làm trong giai đoạn này nha. Cứ sau dẫn bón dẫn tưới cho mình một lần hai số 3 số 22 nữa và bón 15 năm 25 12 mùng 18 hoặc là 15 năm 20 công thức lên cơm nó là ok đó. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều. Rồi xin chào bà con đó. Thì trái 62 65 ngày, tưới phân số xong 65 ngày là mình bón 20 10 cộng với canxi calibor. Rồi, giai đoạn 70 tới 72 ngày mình bón cái gì? Hiện tại là 12 11 18 của Zara đang hết hàng, hộc hàng. Thì Hiệp có một giải pháp tối ưu cho bà con thôi. Là xịn sò hơn 12 11 18. Xịn sò hơn luôn nha. Đó. Thì bà con có thể dùng 15 năm 25 của Gasuni. Đây. Công thức 15 đạm 5 lăng và 25 kali. Cộng 4 mét. Đây. 15 năm 25. Bao này thì nó rẻ tiền, bao này nó rẻ tiền hơn 12 11 18 ha. Đấy, đây là một giải pháp. Mình cho bón dòng này á. Cái dòng này là kali sulfat 100% nha. Mình cho bón dòng này. Thứ nhất là trái nó bự. Thứ hai là kali nó cao. 25% kali lên cơm rất là đẹp, rất là đẹp. Thì liều lượng như cây trên video bà con bón cho mình 800g. 800g 15 năm 25 cộng với 400g canxi calibor nha. Hoặc là một giải pháp tối ưu nhất, xịn sò nhất là 15-3-20. 15-3-20 hạt tím của BM. Đây là một giải pháp xịn sò nhất đối với dòng phân khúc mà lên cơm. 15-3-20 của BM. Dòng này tới 700 mấy lần ha. Cực kỳ mắc nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Thì phân bón của BM hoặc là Entest của BM này thì bà con biết rồi ha. Thương hiệu người ta khẳng định được rất là nhiều năm rồi. Nó thì khỏi cần bàn cãi về chất lượng. Đấy ha. Hai giải pháp. Và con bón cho mình 800g 15 năm 20 này tới 1kg thì theo cây trái lớn cái nhỏ. Thì theo cây lớn cây nhỏ cộng với 400g canxi calibor này nha. Hoặc là 15 năm 25 cũng 800g tới 1kg cộng với 400g canxi calibor. Giai đoạn lên cơm nha. Ngừa bẻ gai lên cơm. Cơm cực kỳ đẹp. Đấy đây là hai giải pháp tối ưu. Thay thế cái 12 11 18 hiện tại đang hết hàng. Đó. Thì Hiệp có cách cho bà con mình hết nha. Khó tới đâu mình có giải pháp tới đó. Và đặc biệt đây là giải pháp tối ưu, giải pháp mạnh nhất, tốt nhất cho bà con mình. Đấy, hàng của BM thì khỏi nói rồi ha. Và kali sinh khoát là như là 100%. Rồi.